Xin chào các bạn đến với kênh Tốt Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng chúng mình tổng hợp những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Một trong những nghĩa vụ của nam giới nói chung và các chàng idol tại Hàn Quốc nói riêng chính là tham gia quân sự. Đây được xem là vinh dự và cũng là trách nhiệm của đàn ông tại đất nước này. Chính vì vậy thì những ai làm fan của các nam thần tượng K-pop thì sẽ phải làm quen với việc idol nhà mình sẽ vắng bóng trong 2 năm trên sân khấu. Và trong năm 2020 này hãy cùng xem có những thần tượng nào dự kiến nhập ngũ nhé! Thứ nhất, EXO có thể sẽ có tới 4 thành viên đi tòng quân. Chuyện các thần tượng đi nhập ngũ chẳng còn quá xa lạ với cư dân mạng Hàn, nhưng liệu fandom của EXO có thể chấp nhận đội hình mất đi 4 soái ca trong năm 2020 để các anh chàng này thực hiện nghĩa vụ nhập ngũ? Trưởng nhóm của EXO, Suho chắc chắn không thể vắng mặt trong danh sách tòng quân. Bên cạnh đó thì còn có Chanyeol, Chen, Baekhyun rất có thể sẽ đi theo đàn anh vào quân đội và vắng bóng trên sân khấu trong vòng 2 năm tới đây. Chen và Baekhyun là hai giọng hát chính của EXO và chưa kể là năm 2019 thì D.O. cũng đã nhập ngũ. Điều này cho thấy là nhóm nhạc toàn nam thần này sẽ rất vất vả trong thời gian tới khi chỉ còn 4 thành viên. Hiện số lượng thành viên nhập ngũ chưa chốt nhưng nhiều fan cũng rất mong chờ tin vui từ phía thần tượng. Thứ hai, anh cả BTS có khả năng nhập ngũ trong năm nay. Năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm vắng bóng đi rất nhiều gương mặt soái ca của K-pop khi anh cả của BTS cũng có khả năng sẽ nhập ngũ vào năm nay. Jin sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992 nên dù các fan không muốn thì cũng phải chấp nhận rằng anh chàng sẽ phải có mặt trong danh sách tòng quân năm 2020. Trước đó thì fan từng đưa ra hai phương án dự đoán là Big Hit sẽ quyết định số phận của BTS. Một là tất cả cùng đi rồi trở về để đảm bảo đội hình, hai là những người ở lại sẽ lập thành nhóm nhỏ hoạt động. Tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ thông tin gì từ Big Hit và nếu không có gì thay đổi thì 2 năm nữa fan mới được nhìn thấy trai đẹp toàn cầu của BTS trở lại sân khấu. Thứ ba, FT Island chẳng có một ai ở lại. Nhóm nhạc huyền thoại FT Island cũng sẽ phải đối mặt với một tin không mấy vui cho lắm khi 2 trong 3 thành viên gạo cội của K-pop sẽ nối gót Hongki lên đường nhập ngũ năm nay. 3 chàng trai còn trụ lại chính là Hongki, Jin và Minh quan, nhưng nếu như mọi sự đã được an bài thì chẳng còn thành viên nào ở lại. Trong thời gian đóng băng hoạt động liên tục, các thành viên lần lượt ra đi thì năm 2020, fan của FT Island còn nhận thêm tin tương lai của nhóm không mấy khởi sắc. Xem ra thì FT Island muốn khởi sắc thì cũng phải chờ đợi 2 năm nữa mới có thể trở lại sân khấu. Không chỉ là thành viên trong các nhóm nhạc đình đám này nhập ngũ mà năm 2020 sẽ là một năm chia ly của Jin Gu, Hun của Winner, Hun Sik của B2B, Elle của Infinite. Dù nhập ngũ là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với các thần tượng đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng đây là yêu cầu bắt buộc của nam nhân Hàn Quốc. Nếu tất cả nhập ngũ cho năm nay thì chỉ 2 năm nữa thôi là fan có thể gặp các nam thần với một hình tượng hoàn toàn mới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đừng quên chúng mình là Tốt Sao Hàn, hãy like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.